còn thất bại quá nhiều lần nên việc bồi dưỡng lại từ đầu đến cuối gần như là không thể. Mà vị thiên dương thiên tinh hoàng này cũng đã vượt qua 2.000 tuổi, Nhật thần đế quốc bên kia cũng rất muốn buồn rầu không biết nên truyền thừa huyết mạch này như thế nào. Thiên dương thiên tinh hoàng dương hào là thiên sinh thiên dưỡng, tên đầy đủ là thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng. Nghe nói trong hội nghị tổ đình, vị này cũng được xưng là tứ thiên. Vậy năng lực của hắn là gì? Đường Tam hỏi. Trương Hạo Hiền nói, không biết, có rất ít ghi chép về năng lực của hắn, nhưng hắn được công nhận là đệ nhất cường giả ở tinh quái tộc, xếp gần với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Hắn và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ai mạnh hơn thì không có kết luận chính xác, nhưng hắn hẳn là phi thường cường đại. Muốn xếp trên vận mệnh chúa tể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì phải được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng công nhận mới được. Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ hai, tên là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, chính là một cây địa âm thảo thuộc họ Dương Sĩ, tu luyện thành hoàng. Hắn cùng với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trưởng quản thế giới âm dương ở tinh quái tộc. Hắn cũng được tạo ra từ nhiều loại thực vật, nhưng khác với Thiên Dương Hoa, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có thể bồi dưỡng lại, nhưng để đạt được cấp độ như hiện tại thì khó càng thêm khó. Nghe nói Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có khả năng khống chế đại địa, đối với tinh quái tộc khác đều có lực trấn áp cường đại, cho nên đáng xưng của hắn là địa chấn vạn vật, địa chấn vạn vật, địa âm thiên tinh hoàng. Trong tinh quái tộc, hai vị thiên tinh hoàng này uy danh áp đảo năm vị tiếp theo, là kẻ thống trị chân chính ở Nhật Thần Đế Quốc. Đường Tam phát hiện, dù là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hay là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Trương Hạo Hiến đều không giới thiệu năng lực của bọn họ. Điều này có nghĩa là tổ chức ký thục cũng không hiểu rõ Nhật Thần Đế Quốc như Thiên Vũ Đế Quốc, hoặc là nói tinh quái tổng tương đối ít xuất hiện. Nhưng không thể nghi ngờ, có thể nổi danh cùng với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hai vị Thiên Tinh Hoàng này nhất định là tồn tại vô cùng kinh khủng. Trương Hạo Hiền tiếp tục nói, Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ ba tên là Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng chính là do Nhiếp Hồn thụ tu luyện mà thành. Trong tất cả Đại Yêu Hoàng, Thiên Tinh Hoàng luận về thần thức, hắn chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể so sánh với hắn. Ở phương diện tinh thần, hắn có thực lực vô cùng cao. Nghe nói những nơi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đi qua, vạn vật đều nằm ở trong khống chế của hắn, nhất là tinh quái, cây cối. Thậm chí hắn có thể giao phó sinh mệnh, làm cho đá thành tinh. Vì vậy xưng hào của hắn là Điểm Thạch Thành Tinh, Điểm Thạch Thành Tinh Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng. Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ tư tên là Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, chính là do Ngô Đồng Mộc, cây Ngô Đồng tu luyện mà thành. Bản thân nó có tên là Mộc, nhưng thuộc tính là hỏa, có thể đốt cháy bất cứ cái gì. Hỏa thành thức ăn cho nó. Nó có lực lượng cường đại phần thiên trừ địa, đốt cháy thiên địa. Vị này bài danh thứ tư trong các Thiên Tinh Hoàng, nhưng cần phải chú ý, nó là vị Thiên Tinh Hoàng duy nhất có quan hệ tốt đẹp với Đại Yêu Hoàng, bởi vì bạn nữ của nó là Đại Yêu Hoàng bài danh thứ ba, vị thế phần thiên bất tử Đại Yêu Hoàng, bất tử Phượng Hoàng và Ngô Đồng Hỏa Mộc chính là một đôi. Nghe anh nói tới đây, trong đầu của Đường Tam lập tức hiện lên trên bốn chữ Phượng Tỳ Ngô Đồng. Không thể nghi ngờ, hai vị này ở cùng một chỗ thì thực lực chỉ sợ sẽ bạo tăng, là tồn tại cực kỳ cường đại. Đại Yêu Hoàng cùng với Thiên Tinh Hoàng vốn đã cường đại, vậy mà còn có thể liên hồn để thăng hoa cấp độ, thật sự là không muốn cho chủng tộc khác đường sống. Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 3 cùng với Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ 4 ở cùng một chỗ. Tổ hợp này có thể uy chấn quần lâm, có điều vì kết hợp giữa họ quá mạnh. Ban đầu khi mà bọn họ quyết định ở cùng nhau đã tự động từ bỏ hai chủ thành trong tay, chỉ đóng giữ ở tổ đình. Vì vậy đã làm giảm kiêng kỵ giữa các Đại Yêu Hoàng và Thiên Tinh Hoàng khác. Nhưng trong tổ đình, quyền uy của họ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Dù là chủ sự thường niên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng phải nhượng họ 3 phần. Ta tiếp tục. Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ 5 là một tồn tại rất kỳ lạ. Lúc trước ta đã nói, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có khả năng điểm thạch thành tinh, còn vị Thiên Tinh Hoàng này là từ tảng đá tu luyện mà thành. Bản thể của hắn vốn là một khối thạch lưu ly, dùng thân thể đó tu luyện thành tinh, cuối cùng thành tựu Thiên Tinh Hoàng. Năng lực của vị này thiên kỳ bạch quái, làm cho người ta nhìn không thấu, cho nên hắn được xưng hào là thiên kỳ bạch quái lưu ly Thiên Tinh Hoàng. Thiên Tinh Hoàng bài danh thứ 6 là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, do Kim Cương Tinh tu luyện mà thành. Kim Cương Tinh vốn là kim loại cứng rắn nhất, không dẫn chuyển bất cứ thuộc tính nào. Hắn trời sinh có thể kháng tất cả các thuộc tính, cho nên trong các Thiên Tinh Hoàng, chỉ xét về phòng ngự, hắn là người mạnh nhất, hơn nữa còn có thể công phòng nhất thể. Đối với yêu quái tộc,
khó gặm cắn nhất chính là Kim Cương Tinh. Y nói là hắn, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng xưng danh là Kiên Bất Khả Tồi. Hắn cùng với Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có quan hệ rất không tốt, có lẽ là do xung đột về danh xưng. Bọn họ đã đánh không ít lần, tuy rằng hắn không đánh lại Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, nhưng mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng không có biện pháp nào bắt được hắn, chỉ có thể làm hắn bị thương, không có khả năng giết được hắn. Vị này cũng vì vậy mà thành danh. Bài danh thứ 7 cũng là vị Thiên Tinh Hoàng cuối cùng, được xưng là Vô Tận Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói hắn do từ một hồ nước sâu trong không đáy tu luyện mà thành, lấy nước nhập đáo cho nên hắn cũng được xưng là Vô Tận Thủy. Trong tất cả Đại Yêu Hoàng, Thiên Tinh Hoàng hắn là người có phạm vi công kích lớn nhất, khống chế sông suối biển hồ, là trưởng khống giả thủy nguyên tố. Vô Tận được lấy trong Vô Tận làm hải, hiển nhiên là từ lực lượng khống chế tất cả nước, xưng hào của hắn là Thủy Mạt Càn Khôn. Trương Hạo Hiền lúc này đã giới thiệu xong tình huống căn bản của 7 vị Thiên Tinh Hoàng. 7 vị trí theo thứ tự là Thiên Sinh, Thiên Dưỡng, Thiên Dương, Thiên Tinh Hoàng, Địa Chấn Vạn Vật, Địa Ấm Thiên Tinh Hoàng, Điểm Thạch Thành Tinh, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, Phần Thiên Chử Địa Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng, Thiên Kỳ Bách Quái Liêu Ly Thiên Tinh Hoàng, Kiên Bất Khả Tối Kim Cường Thiên Tinh Hoàng, Thủy Mạn Càn Khốn Vô Tận Thiên Tinh Hoàng. Riêng các danh xưng cũng đủ làm cho người ta tưởng tượng ra được năng lực của bọn họ. 9 vị Đại Yêu Hoàng, 7 vị Thiên Tinh Hoàng chính là trụ cột vững vàng trên yêu tinh đại lục, cũng là các tồn tại với lực lượng cực kỳ khủng bố. Đây là giữa tình huống không nhắc đến đại nhân vật có thực lực siêu cường đang ẩn núp. Đường Tam Thì Thảo nói, Thiên Dương Hoa, Địa Ấm Thảo, Nhiếp Hồn Thụ, Ngô Đồng Mộc, Liêu Ly Thạch, Kim Cương Tinh, Vô Tận Thủy trong này đã có bao gồm âm dương, bao hàm cả hoa, thảo, thụ, mộc, thạch, còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quả như là toàn diện toàn năng, lợi hại. Hắn mơ hồ là cảm giác được, so với Đại Yêu Hoàng bên này thích làm theo ý mình, các Thiên Tinh Hoàng giống như có quan hệ với nhau, ngay cả thuộc tính khí thành hoàng cũng có hỗ trợ lẫn nhau, khó trách có thể cùng với 7 vị cường giả mà không hề thua thiệt 9 vị Đại Yêu Hoàng bên Thiên Vũ Đế Quốc. Đây chính là Tổ Đình. Tuy rằng các vị đại năng này không nhất định đều ở Tổ Đình, nhưng đó là những tồn tại mà nhân loại nhất định phải đối mặt nếu muốn quật khởi. Mỗi một vị đều là cường giả thập nhị giai, mỗi một vị đều nằm ở trong tay thế giới của riêng mình. Trương Hạo Hiên thở sâu rồi nói, rung động sao, rung động là được rồi. Đây chính là yêu tình đại lục mà chúng ta phải đối mặt. Đây mới thực sự là yêu tình đại lục. Phiến đại lục này thuộc về bọn họ, là thế giới bọn họ nắm trong tay, cũng là tương lai chúng ta phải đối mặt. Cho nên vừa rồi ta đã nói với Đường Tam, trong vài ngày tiếp theo, nhiệm vụ của các ngươi là đến tham quan cung điện của bọn họ. Chỉ có chân chính cảm nhận được khí tức của bọn họ mới mang lại cho các ngươi áp lực, cũng để các ngươi hiểu chênh lệch giữa chúng ta lớn như thế nào. Nhưng ta càng hy vọng trong quá trình quan sát và cảm thụ, các ngươi có thể lĩnh ngộ một chút con đường tương hợp với bản thân. Không thể nào phủ nhận rằng, nhân loại muốn cường đại, muốn đuổi theo bước tiến của bọn họ, chỉ thì hiện tại cũng chỉ có thể đi tìm và theo sau con đường của bọn họ. Trương Hạo Hiền nói rất chân thành, chiến đội Sử Lệ Các cũng gật đầu. Đây mới là thế giới bọn họ phải đối mặt. Trương Hạo Hiền quay đầu nói với Đường Tam, ngày mai ta sẽ rời khỏi chỗ này, cho nên căn phòng này chỉ thuê một ngày. Hôm nay các ngươi ở đây tu luyện đi, ngày mai ta sẽ tới tổng bộ báo cáo, các ngươi bắt đầu đi thăm cung điện. Vũ Băng Kỳ đồng tử có rút lại, cái kia không phải chúng ta mất trắng tiền phòng sao, hiện tại trả phòng còn không kịp. Trương Hạo Hiền tức giận, coi như là học phí đi, ngươi cho rằng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lương thiện lắm sao, còn trả lại cho ngươi tiền, được rồi, tranh thủ thời gian đi. Dưới sự dẫn dắt của Trương Hạo Hiền, 6 người đi vào phòng tu luyện, không thể không nói. Phòng tu luyện trong phòng cấp yêu vương rất là khác biệt, vô cùng rộng rãi, 6 người bọn họ đồng thời ở trong đó cũng không có vấn đề gì. Trương Hạo Hiền cũng không tranh giành thiên địa linh khí với các đệ tử, hắn càng quan tâm những thứ này có thể ôn dưỡng thần thức hay không. Tinh thần lực lượng đột phá đến cấp độ thần thức, từ góc độ nào đó đã là biến chất và thăng hoa. Sau quá trình này, tốc độ tu luyện cũng không phải sẽ tăng lên trên diện rộng. Ngược lại, tu luyện thần thức càng khó hơn tu luyện tinh thần lực lượng, càng cần hơn là cảm ngộ. Dựa vào ngộ tính sẽ tăng lên vượt xa các mặt khác, còn có khi tấn giai, do tình huống đặc biệt xuất hiện ra thăng hoa nên cũng có thể làm thần thức tăng lên. Đối với Trương Hạo Hiền, huyết mạch của hắn có thể đột phá thần cấp đã là chuyện không dễ dàng, muốn tiếp tục tấn giai là chuyện quá mức khó khăn, do đó cũng khó tăng lên thần thức, cho nên phòng tu luyện này có lợi trợ giúp rất lớn với hắn. Chuẩn xác mà nói, hắn không phải tăng lên mà là ôn dưỡng thần thức. Ôn dưỡng không làm cho thần thức tiến lên, nhưng có thể làm cho nó càng thêm vững chắc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xây nền khách
khách sạn này, tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng đám yêu hoàng cũng không coi vào đâu, mà phòng tù luyện có thể ôn dưỡng thần thức rất là hấp dẫn với cường giả cấp bậc yêu vương. Đường Tam cũng đắm chìm ở trong tù luyện, cảm thụ biến hóa của bản thân. Hiện tại thì hắn không vội tăng lên tu vi huyền thiên công, thậm chí cần phải áp chế mới tốt. Tương lai khi mà hắn đạt đến kiểu giai, chuẩn bị trùng kích thần cấp thì nhất định sẽ phải để tất cả các huyết mạch lạc ấn đạt đến kiểu giai đỉnh phong và phải gom đủ 9 loại huyết mạch cường đại, hắn mới có thể thử đột phá. Do đó với tu vi trước mắt, bồi dưỡng đồng bạn tăng lên quan trọng hơn, nhất là với thiên hồ biến khó tu luyện nhất. Nhưng thần thức không giống như vậy, ôn dưỡng thần thức sẽ làm cho hắn càng mạnh hơn. Thần thức của hắn không xuất hiện bình cảnh, bởi vì nó vốn là thần thức cấp độ thần vương.